Thưa quý vị, sau đại dịch COVID-19 thì nhiều đơn vị và doanh nghiệp hầu hết vẫn còn gặp khó khăn về nguồn vốn để đầu tư và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Với loại hình kinh tế tập thể thì nhiều hợp tác xã cũng đang gặp những khó khăn này. Nhằm giúp các hợp tác xã có thêm nguồn lực để đầu tư cho khôi phục và mở rộng sản xuất kinh doanh, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã sẽ tiến hành cho vay lãi suất ưu đãi với các hợp tác xã với lãi suất rất thấp và thời gian cho vay kéo dài. Trong đó thì tập trung chủ yếu trong lĩnh vực phát triển lâm nghiệp và bảo vệ môi trường rừng. Đây là thông tin được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam công bố vào sáng nay. Theo đó, các hợp tác xã, các liên hiệp hợp tác xã có thể được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất chỉ hơn 5% một năm. Thời gian cho vay từ 25 tháng lên tới tối đa 5 năm. Điều kiện để các hợp tác xã vay vốn sẽ được nới lỏng hơn so với vay thương mại của các ngân hàng. Các hợp tác xã sẽ được vay tối đa 80% tổng mức đầu tư của dự án. Các hợp tác xã có thể sử dụng bất động sản như nhà ở, quyền sử dụng đất thuê, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khác, dây chuyền, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, xe, máy chuyên dùng, tài sản hình thành từ vốn vay, các giấy tờ có giá khác để làm tài sản đảm bảo vay vốn. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã có nguồn vốn khoảng 400 tỷ đồng, phục vụ cho vay với các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và bảo vệ môi trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn, thành phố Hải Dương thông tin đã khởi tố Phạm Thị Phương, 36 tuổi, trưởng ban thú y phường Phú Thứ về hành vi lạm dụng chức vụ và quyền hạn, chiếm đoạt gần 220 triệu đồng tiền hỗ trợ của nhà nước cho các hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Theo nhà chức trách, trong thời gian phường Phú Thứ xảy ra dịch tả lợn châu Phi từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 4 tháng 6 năm 2019, Phương với vai trò là trưởng ban thú y của phường đã lập khống chuyển loại lợn của 6 hộ dân tại địa phương nhằm chiếm đoạt gần 220 triệu đồng tiền hỗ trợ. Trong đó, nữ nghi can lập khống số lợn thịt của 3 hộ với số tiền 170 triệu đồng và chuyển loại lợn từ nhỏ thành lợn xề của 3 hộ chăn nuôi khác với số tiền 49 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Kinh Môn phát hiện Phương có dấu hiệu lập khống hồ sơ nên đã điều tra từ cuối tháng 6 năm 2019. Ngày 30 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kinh Môn phê chuẩn quyết định khởi tố bắt tạm giam Phạm Thị Phương về hành vi lạm dụng chức vụ và quyền hạn, tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Thưa quý vị, thời gian qua nhiều địa phương đã không còn duy trì hệ thống các trạm thú y cấp huyện và thú y cấp xã, thay vào đó là sáp nhập bộ phận thú y này vào các trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Thống kê có tới hơn 6.000 cán bộ thú y cơ sở đã phải chuyển công tác hay là thuyên giảm. Vâng, và điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm hiện nay. Trong khi đó, thì theo luật thú y, cần phải có các trạm thú y cấp huyện để đảm bảo hệ thống quản lý thú y từ trung ương đến địa phương. Từ đó mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã vừa có công văn gửi Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội báo cáo đề xuất kiện toàn hệ thống thú y các cấp. Trên cơ sở báo cáo những tồn tại bất cập cụ thể về hệ thống thú y, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội xem xét các kiến nghị, đề xuất tiếp tục tổ chức giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về thú y. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức hội thảo phân tích, đánh giá tác động của việc thay đổi, sáp nhập hệ thống thú y các cấp. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương củng cố và tăng cường 15 năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của luật thú y, nhất là tại các cơ sở, đảm bảo lực lượng tổ chức có hiệu quả công tác thú y, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh động vật. Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, toàn bộ 12 quận và 4 phường thuộc thị xã Sơn Tây cùng với các thị trấn của Hà Nội sẽ không được phép chăn nuôi gia súc gia cầm, trừ nuôi động vật cảnh phục vụ thí nghiệm. Đây là nội dung trong nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa được các đại biểu thông qua trong sáng nay. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội thì mục đích của việc xây dựng quy định trên là khắc phục tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ và phân tán hiệu quả thấp và nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những khu vực bị cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm gồm các phường thuộc 12 quận, 4 phường thuộc thị xã Sơn Tây là Sơn Lộc, Quang Trung, Ngô Quyền và Lê Lợi. Các thị trấn của 5 huyện là thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Đông Anh, huyện Đông Anh, Châu Quỳ và Yên Viên, huyện Gia Lâm, Văn Điển, huyện Thanh Trì.
khu chung cư tập thể cũ, khu đô thị nằm trên huyện, thị xã cũng bị cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thời hạn di rời hoặc chấm dứt hoạt động cơ sở chăn nuôi là từ khi nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề cho chủ của các cơ sở chăn nuôi. Vâng, cũng cần phải nói thêm là toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 200.000 cơ sở hộ chăn nuôi gia súc gia cầm, gồm hơn 150.000 con trâu bò và hơn 1,2 triệu con lợn, trên 42 triệu con gia cầm. Số gia súc gia cầm phải di dời ra khỏi vùng cấm là trên 200.000 con với khoảng 2.000 lao động. Con số này không bao gồm số lao động ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.